Chỉ còn 7 ngày nữa, chương trình đào tạo Super Shopping chuyên sâu tại Sài Gòn sẽ chính thức được bắt đầu. Đây là chương trình đào tạo độc quyền tại Việt Nam với những module chuyên sâu về thương mại điện tử, giúp bạn nhanh nhất có được 1.000 đơn hàng đầu tiên, ngay cả khi bạn chưa có sản phẩm, chưa có nguồn hàng, thậm chí bạn chưa có một lộ trình kinh doanh rõ ràng. Khóa huấn luyện sẽ được tổ chức mỗi tháng tại cả Hà Nội và Sài Gòn, diễn ra trong 6 buổi, trải qua 3 giai đoạn như sau. Giai đoạn 1, pre-training thông qua hình thức Zoom trực tuyến, Topmark sẽ giúp bạn thành thạo các thao tác Shopee cơ bản. Giai đoạn 2, 3 ngày học offline trực tiếp cùng huấn luyện viên Topmark và các diễn giả nổi tiếng về tư duy kinh doanh. Giai đoạn 3, support đồng hành. Đội ngũ huấn luyện viên và support của Topmark sẽ đồng hành cùng học viên ngay cả khi kết thúc khóa học. Với lộ trình đào tạo và những kiến thức thực chiến này, Topmark chắc chắn rằng Super Shopee là chìa khóa giúp bạn khởi đầu thành công với thương mại điện tử. Đơn đăng ký khóa học Super Shopee sẽ đóng lại ngay khi lớp học đủ sĩ số để đảm bảo chất lượng đào tạo tốt nhất cho học viên tham gia. Bấm ngay vào đường link bên dưới để được tư vấn miễn phí và đăng ký tham gia khóa học gần nhất nhé. Học viện thương mại điện tử Topmark.